Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh sáng 11 tháng 6, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch quận Gò Vấp cho biết tình hình dịch tại địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực. Do đó, ông Dũng đề xuất sớm dỡ bỏ giãn cách xã hội trên địa bàn Gò Vấp theo chỉ thị 16 để chia sẻ khó khăn với người dân. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Lê Trương Hải Hiếu, sau 10 ngày thực hiện chỉ thị 16, tình hình dịch ở phường Thạnh Lộc đã được kiểm soát. Chính vì thế, ông đề xuất từ ngày 15 tháng 6, quận thực hiện chỉ thị 15 trên toàn địa bàn. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã giao cho các đơn vị liên quan làm việc với các địa phương để có đánh giá kịp thời tình hình, đưa ra phương hướng dừng giãn cách xã hội phù hợp trong thời gian tới. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.